Rồi đầu video Tám Cá chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Tám 2 năm nay. Nay mình đi ra đây đi bắt giữ bắt lương nhiều nha cả nhà. Còn cá trê là nay cũng vô mùa. Nếu gặp cá trê Tám cũng bắt luôn cá trê nhiều lắm cả nhà. Rồi cả nhà cùng đồng hành với Tám nha. Nhớ không? Cá dấu qua lại quân đêm á. Quay hai bên luôn. Rồi có lật hay không nữa nè. Đi ghê không con? Cười lùm quay lùm luôn. Hồng quá. Hồng quá hay bỏ quần nữa. Lặn lần. Lần nữa. Trời ơi đụng quá không được. Bắt được đó, đỡ giận đi chứ. Con đỡ ra. Đừng lên luôn, thấy ghê. Lặn không, không được con nào. Hồng ghê lắm luôn trời ơi. Trời ơi, trời. Cũng ngon. Nè. Ủa cái chi trắng hả? Ừ. Tưởng cái chi vàng. Lên bờ. Mở hàng đầu tiên là con cá chê. Ở vùng nữa cá chê. Lóc ngon ha. Nó vô đi, rút dưới cái chào cái thứ gì. Không chưa. Chú cây đâu. Không cho vô. Hay cho vô đi. Trời ơi, sao mà nó sợ vô tay. Con mở hàng này cả nhà. Thiệt tình. Tính lóc chứ. Có lóc chứ. Tính có gì bự nó móc lên còn xíu. Chứ còn lóc con vừa khó khăn quá. Cái của Phi mà. Mình kiếm cái rô phi. Ui, gì gơi hả? Ôi, nó đồng nghe. Còn thấy chưa? Gì gơi trời. Ồ, cái này chắc cá chơi lai bự rồi đó. Tin được không? Gung cái lụm luôn. Khủng khiếp. Đâu một con đâu. Chị kỳ vậy. Gung cái lụm rõ ràng. Xong rồi. Đâu rồi ta? Hay nó qua bên kia. Ủa, nó đụng chỗ này mà. Ừ. Không lẽ nó qua bên kia. Con gì mà hay không? Trời ơi, con này khủng khiếp lắm á. Rồi, có cái cây bắt ngang qua kìa hay. Con rất khủng khiếp, con lại chắc con 4-5 kg. Lên tim. Không phải đâu, nó con bự mà. Con này cũng nhỏ. Nó lật cái con này về sao? Lụm luôn chứ sao vậy? Còn con quẩn lùm kia đâu mất tiêu kìa. Đồng quá. Con chút mấy ký. Lụm đi hai ơi. Đồng quá trời sâu trời ơi. Móc cua be nè. Lỡ cá mấy ký vậy sao trời? Mang cua giùm hai đi. Đây. Lỡ gặp cá mấy ký không mò tiếc quá à. Né ra cứ hay để cạn hay quơ trúng nữa mò tới còn không nữa nè sâu quá cả nhà ơi lên tim rõ ràng mà cá chê hả cái này vàng là hay xảy một gì ăn đâu cái này nó lúng quá đi trời cái cô tròn gió lớn đây hẳn đụng nó đi rồi qua thì đến còn cái gì quậy cái lùm mà nó chưa chết con lùm nó rồi không kiếm được hay lên con không biết nó chạy lên không mang gùi nhau không ừ gùi nữa không hơn bằng con mang gùi lưng đi chúng mang hai đồ lên con mang lên nó gùi nét đi để gùi để gùi để gùi luôn đi mang để đó,
Nó muốn lên bờ luôn rồi. Hỏi nhau. Đang quay. Được chưa? Đúng khủng khiếp rồi tự con. Giống ếch hả? Rồi, cá chê lai. Thấy bự quá. Kỹ càng nha hai. Nhìn không giống nó nhỏ gì vậy. Rồi phải ra mò rồi. Không có cách nào mà. Nó quá gãy càng. Gãy càng á. Nhìn không giống con đó vậy. Thôi nó gần lại thôi. Con nhỏ ta. Ờ con đấy nó phải bự chứ. Con lớn vậy. Con này không phải rồi. Này không phải con đó. Mập ghê luôn. Chụp không vợ. Để đây con lại con rầm bỏ vô. Rồi con nắm ngay con này nè, không rửa tay lẻ lấy. Coi mỏ chú chú. Cũng ok. Rồi cái đựng. Miếng cá bự kinh nghiệm của nó chạy trốn dữ quá. Qua được không? Ừ. Từ qua. Được không đi từ như chuyện chơi được không? Cây chập bá. Chín bảy luôn. Rô bự, nghe nó bàn gì vậy? Chỗ nước chim dính luôn cả nhà. Các bạn nước không? Không bảy chim nhưng bảy cá luôn mà. Wow. Rô bảy cái bảy che mù kia mà nè. Chè thả luôn anh bắt cá luôn. Ghê chưa? Nè nè. Có con chuồng gì bự chết đó. Vậy mà không ai cuốn nước rồi. Nhìn nó đây. Chín cá rô phi. Ủa lưới này lưới mù à, lúc kia mà cá cũng dính nữa hả? Không bay. Cá nó chạy trên. Cá gì mà muôn trùng luôn.
Trời ơi trời ơi. Không đụng hàng khủng. Quá trời. Trời, nguyên hàng dịch đứng đó. Ồ, cá bự kìa. Đúng rồi, ra đây chỉ có cá phi. Trời ơi. Phi không hả? Mang cái lưới chết nè. Trời ơi. Cái lưới này dân cá là ngon hơn dân chim nữa. Dân cá ngon hơn dân chim á. Thấy không? Ừ. Dân chim không ngon à. Nhớ không hàng nè con. Hiểu không? Chị gái gì tim đó kìa. U. Ồ, quá trời luôn hay ơi. Mấy chục cái rô rồi mấy cái tàu nhớ không? Hai cái chèo mấy chục con cá rô. Kệ ốc kìa. Ủa hả? Đây nè, ốc đây nè. Phải bước qua mới được đó không á. Mương mà, nó mương mà chạy. Đúng không? Nó mương mà chạy, nghe nè. Im ru à. Mới dễ rột rột. Ô, ô, ô. Để gùi xuống này. Bỏ gùi lên hay. Mình mương đi bờ thì sướng nè ha. Lậu quá thế. Chơi nè. Ê, nó lọt khe rồi. Chạy xíu xử nó sao. Bỏ đi, bỏ đi. Mình cá rô phi. Không muốn bắt mà lạng nghiêm trọng. Một chữ cơ. Tim gì cơ. Cái gì cơ vậy? Cơ chợ. Đứng đây quay mới thấy nha. Cái gì ạ? Từ, đừng lụm nha. Rô phi hả? Nè. Hai ba con luôn. Nhìn đây là cái nhà. Nè. Tưởng cái chơi lai bự. Chắc chơi à. Trời ơi, giải ghê con quay cảnh. Ờ chơi con ơi. Trời chơi ngon hơn cái rô phi. Đúng không? Cái chơi ngon cái rô phi mà. Rồi, con đi lại đẳng hay quăng cho lại đẳng cho con lại đẳng. Hay vô qua bên kia nó đây luôn ơi. Dọc cái nó qua bên kia nè. Rồi con lên đẳng đi. Đóng cọc không đây nè. Cái gì đóng bự thì chứ. Sao con biết trời.
Nãy cá rô phi nó kè heo nó. Giờ chuyển sang đi săn cá chơi đi. Săn cá chơi dễ rồi. Giờ săn đi chứ. Bắt mấy người kia có đâu. Sáng giờ không có mà. Rồi giờ hay săn. Bút con cá chơi 4 cái clip luôn. Đây, lần này không mấy con nè, con quay lần này rồi đứng đó quay. Đâu rồi mình. Ủa, không có nước mà sao vẫn lụm con này nó đang nó chết luôn con. Lụm sao được? Nó lụm sao được. Quá xuống quá sâu rồi. Chết con này nó chết. Hầu con cá lọt khe cả nhà. Vô rồi. Đó, nghe nó có ổn nè. Hầu con cá một cá khủng luôn, trai quay vô thật quá nè. Con chết lên chưa kìa. Đúng ngon. Ủa cái đuôi. Bị cục đuôi đẹp thật luôn không? Ừ. Cá đen đẹp. Cá này chắc bị mấy cài chém. Đuôi đen lành ha. Ừ, lành. Cục phi nhiều quá, gặp cái cây chàng khó phát hiện ha. Nó nhẹ hơn cục phi ha. Ừ. Đó, tim nữa. Gì nữa kìa? Tim nữa. Cá chê hả? Là cá chê. Giống cá chê lắm. Rô con. Rô. Cá ha. Ừ. Có gì có lý chứ. Sợ bắt cái này còn được hơn cái chỗ nãy nè. Gì. Trời sầu dữ rồi. Chết rồi, lên tim càng à. Đó tim á, thấy không? Thấy à. Sầu dữ rồi. Ở đây cả nhà, lên tim ở đây. Chật ngon dữ à. Đã. Bắn cái bắt cá ngon đã. Ủa xanh lè luôn hả? Cá chê xanh chứ. Vàng tại nó màu nước. Đã ha. Con cá bắt như vậy. Lựa quá không có cá mà. Đi tự nhiên. Càng kia ra kiếm bắt luôn dữ dằn ra không có con gì. Tại vì mình đi ra nó không đúng thời điểm, không phải là không có. Không đúng thời điểm nó nói vậy á, đúng không? Nay định bắt lương thành bắt cá. Cá chê. Đục con bò. Nó đục ra đó, đục ra con. Tại đây con quay nước đục ra nè, không biết sao nó trong hang là hang nào đây. Đó, thấy thì đục không? Thấy. Nè, hay bỏ gùi sẵn nhúng cái nước luôn. Chờ quắt xong đi tính. Mọi cá trong hang. Cá trong hang thì đục ra cả nhà. Con để đi, để hai bắt con cá đã. Ủa nó đâu rồi? Ủa kìa với ta. Cá xì đục mà. Hai bên kia. Đừng con lóc này. Ngon. Nhỏ. Nhỏ. Còn con nào nữa sao? Có này không chờ. Con nào bự bự chứ. Mà lớn rồi. Vậy mà xì đục làm cái ghê. Đúng không? Còn con nào không ra đây. Rồi rửa nó ra. Nhúng chưa? Nhúng mà chưa tới lắm. Ôi, quá thật luôn đây nha. Like không? Cái này bắt lương mà được cái like không? Cả 2 kg ăn cá tính quá mà lai tính bắt lương bữa mà nè. Ồ, không có lương số mình số cá chê rồi tính cá này sẽ chơi thì bao quá đúng không
Bảo rô rô phi cá chê, hồi động nó thấy rô phi dưới cá rô phi mà nó biến thành cá chê nó là khủng dữ nè. Gió nó bay nó. Trời, màu đỏ luôn. Lụm nó hay. Màu đỏ chót vậy mà không lụm sao được. Gì cá, gì cái điều hồng. Không? Màu đỏ luôn. Giờ thay bằng con cá thôi, tội con tập trung rồi nè ơi. Đây giờ ngon. Cút cá chê đụng 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 đụng. Chắc không sâu đâu. Đấy, nó có cá lớn cũng bước qua. Đây có bụng đi, đúng không? Ừ. Chà, cái gì kìa? Cái rô phi à? Chắc nó lên trên rồi. Xíu ở trên phải chuẩn bị tư thế chụp liền. Y chang hôm qua chắc lên trên hết rồi. Lên trên quốc 4 5 con cái là gối liền. Nhiều quá là gối. Ủa gì vậy? Gọi lên trên à. Cách chi dạng giật mình á. Giờ nó dọn trên kia chắc mấy chục con rồi thì đó, lên trên giờ chắc mấy con rồi. chuẩn bị tinh thần dí nó à. Chuẩn bị nha, vô rồi đó, vô ổ rồi đó. Vô ổ rồi đó hay rồi. Lùa tới đây à. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Trước rộng quá kìa. Wow. Hay mình lùa lên trên cột. Ú. Ú hay quá, bên đây nè. Ồ nó bự. Wow. Rồi nó chìm luôn rồi. Bây giờ sao? Làm khó nữa. Chơi gì kỳ vậy?
coi nó bự. Con này cỡ ký không? Ồ, con nó quá bự. Lẹ để nó dội hai mấy con luôn á. Ừ. Nãy thấy mấy con luôn mà. Đó, cỏ này nè, đó. Từ từ nha, canh chuẩn nè. Chuẩn mặt xíu là nó chạy ngược lại. Giờ dụ cho nó lên chia dễ bắt hơn hay. Để cho đây khó bắt. Ồ, nó quẩn, con này chắc con bự lắm nè. Con này chắc bự đó. Ồ. Con này bự lắm á. Cái đầu của nó kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Ở đâu rồi? Ui, đằng trước hay ơi. Nó lên đằng trước kìa. Lên cái đầu luôn. Đúng rồi, ngay chỗ đó đó. Đó thấy không? Ở đó phải con này. Con này nhỏ mà. Con nhỏ mà. Con lắm. Gì kỳ vậy? Con là tự lượm này con này đi. Gì kỳ cục á, con nãy bự mà. Con kia cá mập nữa luôn. Con kia đi. Như cá mập vậy. Cá mập vậy. Cái như cá mập thì con này như con kiến. Cái rồ này. Dụ nó lên ruộng dễ bắt hơn ha. Nhìn con này bự lắm. Vô đây. Đâu rồi? 5 kg á. Con này khủng. Hay nó vô đây. Không phải đâu, con lớn vậy. Lao vậy. Cá chỗ này đặt lên nó thấy nhiều con cá mập. Như con cá mập đúng. Ui lên tim kìa. Hay là nó chết đó rồi. Con con này như con cá mập luôn chứ. À, đúng rồi. Như con nè, cá vậy nè. Nặng không hay? Nè. Ủa cái đầu của nó kìa. Nó đâu cá như cá mập mà. Ủa cá này như cá mập thiệt luôn rồi. Kéo qua bên kia đi, qua kia quay ha. Đưa qua cho hai chỗ đẹp đi. Ồ con này nó bự. Ủa cái nhà. Ủa. Trời nó bự kìa. Khủng. Ủa. Con này nó mập. Đang để nó hai bữa ôm tôi ta. Cầm ngang hay. Không để con cá lật cho vậy nè. Xa quá. Ủa cá bự cái dạng lớn không hổm luôn. Hay bỏ cái con ngang nha không? Qua đây. Vô đây. Con này không bó gùi được. Này đúng cá mập luôn rồi đó. Kìa con nó bự kìa. Khủng quá, bỏ nó xuống quay đầu nó hay. Nó lớn rồi khủng khiếp giờ. Như cá mập luôn à. Nó mang hết nổi rồi, phải cho thằng cháu nó. Nó mang phụ rồi cả nhà. Nó bự rồi. Vô mùa nó mình phải bắt rồi. Này, không có cánh này dưới đây ghê quá, nó cũng bự hơn ở trên nữa. Quá khủng. Thứ 8. Trời dưới đây nó bự hơn con mấy con trên nữa. Con mập hơn kia luôn ha. Ừ. Đúng là cá mập. Con đem lại đặng. Con đẩy người kia đi, tôi bắt lại ăn đầy ù nữa, hay bắt ra vậy chứ con đầy ù nữa nha. Này chắc cũng phải bắt cũng mấy mười mấy ký ha. Đây còn hơn 5 kg. Nghĩ chắc này bắt mười mấy ký á. Ồ nó bự. Xịt trơn luôn. Này là đúng quái vật luôn rồi đó. Quái vật luôn. Con này nó lên như con cá sấu sao mà kỳ vậy. Như con cá sấu. Vậy mà nếu mà cá chê này mà 5 kg còn khủng nữa nó hay. Con này chắc chưa tới 5 kg đâu hả? 3 kg. 3 kg. Ba nghĩ chắc 3 kg. Chết á. Con hiếm luôn nè. Con đem ra đặng. Để chỗ nào đi kia luôn. Còn mấy con sảy nữa hả? Cho nó con nó miếng điện. Nó, cứu nó. Nó tìm nó đập lại liền. Cái tìm nó đập lại.
kinh nghiệm cứu cá. Bỏ bịch được không, thấy sợ nó ngợp. Hay bỏ vô túi lứ không hay? Có túi lứ mà. Bỏ vô túi lứ cho nó thở. Bỏ vô đó nó ngợp á. Lấy túi lứ. Rửa cái túi lứ sao. Em hay mang kẹn. Trời gió gì. Còn đường mương nữa. Thì đừng con gì kỳ á, đem lưới gì kỳ á. Đem lưới gì kỳ hay. Chờ ơi. Đem lưới gì bắt con gì để đi. Cho nó riêng bịch nó bịch. Thôi đổ hang này vô để nó riêng đi. Để đó cho hai. Được không, bịch ni lông nó xé gấp á. Ờ bịch đó đi. Đem tôi lứ gì cũng đem nữa. Thiệt chứ. Khỏi đem luôn cho gỡ. Cho nó miếng nước không? Được không? Sợ nó chết á. Con này là khủng khiếp nhất nè. Nó chết rồi mình không biết. Nhiều nước quá vậy hay. Rồi đó rồi. Quá mệt mà nhiều quá sợ nó thở không được rồi sao. Rồi tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ghê quá, con này quái vật. Đúng quái vật luôn. Giờ nó không yên. Đúng là quái vật rồi. Trời ơi khủng. Cho nó quay đầu ngược lên. Cái màng nó bị dây rồi. Kỹ cổ hả? Trời, nó kêu không lủng bịch rồi. Ừ. Còn lại đừng để bờ đi. Còn này cột này nó hay. Còn này đó để cho hai. Còn cái lò con cá này để đó hai mang đó cho. Cá này là không để chết được. Khủng quá mà. Đây. Đưa phần cho hai. Trời ơi con này nó nặng. Không cách che là đủ. Rồi, vô việc. Mang hết. Phải mang phải. Bắt dính là phải mang. Khi còn sao không chích nữa. Ừ, đang bắt này phải con siêu. Mình chạy không bệnh. Trời chó nữa kìa. Cái nón lá này kìa. Ồ, néo qua hai. Néo qua hai chỗ đó. Khôn ghê không? Mình đi đây nét kìa. Nó khôn ghê, đi nét một kìa. Phải mập này nè. Giờ mà cứ thấy đám rau muống là bắt liền. Cá này khủng.
nước nhiều nó cũng gà hết. Năm ký là chắc cũng giật mình luôn ha. Thấy con này cũng mập. Con này cũng mập mà. Ồ, có mấy cái trái gì vậy ta? Có mấy con lùi lại nữa. Bò lên bờ luôn nè. Ờ, con nãy bò lên bờ luôn. Hồi nghe qua kia anh bắt rồi, thấy cậu lên bờ mình đâu có hay, mình nói không có nào. Ừ. Trời, nãy mình đồ đi hay làm mà con mương này dòng lắm ruộng chết rồi. Là sao hả? Đây, cá đụng càng bự luôn à. Nó dòng luôn, mình phải đi dòng lại đường cũ làm sao. Hiểu không? Ừ. Cái vàng nó cay. Ồ. Khủng. Vàng ngon. Tắm khoe mới được. Đưa đầu không sao thấy được chợ. Đưa cái mình ngang á. Đưa. Mẹ. Đừng có đưa cái bụng, đưa cái mình ngang là thấy. Thấy không? Ồ. Ừ. Nó mập. Cái chi vàng để phóng ra đây. Ừ, con nó bự kìa. Vàng hơi nghệ luôn á. Nè ra nắng sơ nè, thấy không? Trời, nó đẹp. Đúng đám cá chê luôn. Ê! Trời ơi! Ra được. Chơi hú hồn hay. Chơi chơi giày pha giật mình nè. Lúc bị thịt cục á, tự nhiên trong này đang cung cá lúc đang mấy gò ghê không? Thấy không? Ừ. Đụng cá ngay trong đầu. Còn cá nó quay bụng kìa. Giờ quay bụng không đẹp kìa. Trời ơi! Con này quá khủng rồi. Xíu gì nhà tổng kết. Chiếu về mang bớt chưa? Hai trời còn gặp một hai con nữa. Trời, con còn muốn đi. Con còn muốn gặp thêm mấy chục con. Gặp con 5 ký. Gặp con 50 ký. Thấy ta mua mừng hơn gì nữa. Ra về gặp con 50 ký lụm luôn. Ồ, lên tím gì kìa. Gì tùm lum hết trơn.
Trời, phải ngày xưa quay video là đỉnh lắm á. Cha con bắt lần mấy con này mấy chục ký không? Nhớ lại lúc gọng cái sô trắng. Nó bò đùng đùng thảy ra. Nhớ mấy chục ký luôn. Vòi xong rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Trời, con nó phóng như giỡn mặt với mình. Chị đi cá khủng không đó hai ơi? Chị đây là cá chơi khủng không đó? Đó đó đó, biết ngay nè. Chỗ sâu đi, chỗ sâu là đụng mà. Vậy là còn mấy con nữa mình chưa bắt hết đâu hè. Con này chắc con bự á. Cá này chắc con bự lắm á. Còn mấy con nữa đó. Chỗ Dũng sau này chắc đang nằm. Dũng sau này chắc cũng còn mấy chục con à. Không lẽ lên kia nữa trời. Coi vậy mà khúc trên kia dễ bắt hơn. Cho nó lên mút trên kia rồi. Bỏ đi. Ý con cá kia nó định chạy rồi. Sao mà chạy được, vô trong bịch rồi mà. Giờ nằm với cái Dũng này chắc nhiều quá. Ồ đúng rồi ha. Ồ nó vào quay đã rồi. Ồ ra lần nữa.
quá nè. Này mà hai bên chích thì ngon hay. Bởi vậy cá chê nằm dưới đất không? Ừ. Thả cạn xuống luôn, giục xuống. Này mà cạn miếng nước cạn nước thì không có con, cạn nước đâu ở nổi đâu, cá lớn quá mà cái cạn đâu ở nổi, đúng không? Ừ. Lên đây rồi lên đây con kiếm nè. Thấy à, thấy. Không biết là đây nè, giá dám chắc luôn á, nhưng mà cũng đâu phải là chỗ nào. Phải không, hay nước đục sẵn. Ôi. Sạn con nữa hay đâu có dở càng lên được. Chở càng chở càng lại chạy mất á, còn nhỏ mà ghê, khủng khiếp ghê không, mà lớn vậy vô rồi còn, dưới còn đây nữa đúng không, đây đây còn quẩn nữa đó, còn quẩn ghê vậy. Con kia làm tét bịch luôn hay không, nhảnh nó bé, nhảnh nó làm tét bịch rồi. Thôi kể mấy cái cà phê mình không chiến đấu gì nữa rồi chắc hết rồi. Nè con thấy đục chưa? Ừ. Chết đây con nào gì nữa nè, cái mỏ mùi sâu trong cái mỏ được rối chết chưa. Lóc nữa con, giờ hai cung là cái nguồn nó giặt hai liền, bỏ nó có một chiếc tập lại con nhớ cho nó nha không. Ừ. Cái lóc nó chết luôn á. Ừ. Đâu rồi, giống cái lóc á, giống cái lóc thiệt, đầu trắng trắng. Ừ. Đâu rồi, không tìm bỏ nghe nè, xíu dòng ngược lại. Ủa cái gì vậy? Cái vàng là con cái vàng đó nè.
rồi chính ngay ngay cái mang sâu quá thì cả nhà vậy hết chiều chiều làm hai bịch cá bỏ dưới hả con cá dưới rồi được không bỏ vô, vô, vô. Không xảy đâu trời con vừa bay nữa nè cá kia mà nhảy xuống dưới đâu thì cũng còn cái bịch nó nổi lên thể quanh đây. Nè, quay chỗ này, đục nước nghe, đục nước nghe, đục nước nghe. Đứt sau lưng mà chợ. Cá đục phi rồi nhìn là biết. Coi trong ngược lại. U. Hai ba con luôn. Tin được không trời ơi? Khiếp luôn. Vậy là mình lùa nó đi từ từ nữa hả? Ừ, hai ba con luôn cả nhà ơi. Vậy cách này cũng hiệu quả ha. Rửa to luôn kìa. Từ từ. Trời kìa, nó ra hoài luôn. Trời, con dữ này đi không? Rồi. Trời gì mà nhiều dữ vậy? Còn cứ để đi. Để rồi. Ngồi đi. Này không chuẩn bị gì hết mà quá trời rồi. Còn gì đặng nữa. Không có đem bị đem lưới gì á. Đây cả nhà, đây hai con được không? Quay hàng đặng đó. Không, sáng biết đem bị đem lưới rồi được rồi. Cả nhà. Ô con này cũng bự á. Con còn con nữa. Ủa? Cái gì kìa? Ủa con em con hai con mà. Chích lẻ để nó chạy. Để con nữa nha. Lại con. Trước con nữa, trước con. Nhảy luôn, nhảy luôn cho đẹp. Nhảy đây nè, xuống hai chút nữa. Đây nha. Nè, đây nè. Đó, nó lên, lùi cuối mương nó lên cái nhà ơi. Nhị còn nữa đó. Lùi cuối mương nó lên cái nhà ơi, đây nè. Chị mương nó nhiều cá dữ ha. Để đâu đó, tăng chút xíu nữa đi. Đúng cá khủng luôn. Chờ mốt đem theo cái bao hai ơi. Mốt là chuẩn bị theo cái bao à. Vô mùa là phải đem theo bao. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ba con cả nhà. Trời là bắn cá này nó cái dạng bắt khủng ghê, cái dạng quá trời. Trời, trời ơi, mấy cá này nó khủng. Mình phải làm clip nó hoành tráng này, thấy không? Lâu lâu mình quất một phát một mấy chục ký. Quá khủng. Ba con, chỗ này ba con. Quá khủng rồi, quá khủng rồi. Ui ra nặng dữ rồi, hết anh nói à. Mang phụ ra. Đây nè, ba con chỗ này. Ê ê ê ê ê. Ba con. Nhảy xuống dưới là mệt à. Hết hút lên ba kia nãy lừa được hai con hả? Ừ. Trên kia còn mấy con nữa đó. Rồi xem, thứ có 8 mà thứ này thôi. Cũng khiếp bịch này giờ sao cho vô bịch này thì được rồi đó. Cho vô bịch trên giác nha. Còn mình cá dữ. Bịch này nhỏ quá. Ơ hay lấy cái bao đó thử không hay? Đâu. Đó. Bao cái bao không được đâu. Em mai mốt hay đi chuẩn bị cái bao. Mốt phải chuẩn bị vậy. Rồi vô đi ăn tỉnh nổi hả bạn. Con này tỉnh anh. Cái kia con cái kia nãy thì ba không mấy. Chuẩn bị gì hết trơn. Rồi còn mưa riêng chứ bắt nó không. Mốt là phải gắn thêm cái bao bên đây nữa. Con này tỉnh anh. Không có. Cũng kiếm. Trời đem ít rối vậy hay. Thứ 8 là thứ cá này đừng nói tới. Bắt là mình sợ luôn á. Không đem bao lưới gì hết. Cho nước vô chắc là làm. Trời giờ cầm chắc phê lắm à. Gì gì lòng. Có cá là được. Cái gùi giờ hai mang cũng không nổi nữa nữa. Vậy nó chết không hai? Không đâu. Không vậy đây. Mang. Để kiếm về hai cột. Đừng còn mang chứ. Còn khác thì bỏ bên kia hả? Bỏ bên kia xa lắm rồi. Thôi vậy bắt sơn nữa về con ơi. Kẹn web luôn đi chứ về lâu lâu mới dính được à. Chợ bịch gì chút xíu quá còn bỏ luôn vậy con nè thầm đó bịch nhỏ quá à. Hãy uống hấp nước kia à. Nè sắp quay rồi đắng thì dép chậu tiếp bắt thêm cỡ hấp nước 50 kg nữa đi uống nước kia đi tiếp cả nhà và 8 mang cá này hơn 3 kg cá đồng mình rồi bắt thêm 50 kg nữa về uống nước kia nhà cả nhà xuống đi chậu mà mang nổi không chợ mấy cá một miếng nước rồi xử tiếp à đi hết mương đó về nha không à có sao mang nổi còn cá thì giờ sao cá đằng kia ừ, cá bự lắm bỏ hay chơi ta cái gì
bỏ hay đi quất tiếp luôn. Cá vô tổng kết video. Tổng kết thì nhà đổ con cá bịch này dưới nguồn không ấy là được. Bịch này ấy luôn à. Ồ nó quá bự. Cho đèn lên cho sáng sáng không? Có đèn chưa? Nhưng bịch đèn hư hết á. Này không chuẩn bị bao đồ gì. Không chuẩn bị gì hết trơn, cái tội gia đình đó. Rối. Dọn chỗ lên góc cho làm 3 4 con không. Quất con 3 4 con. Ủa rồi con kia rồi. Cho nước vô, cho nước vô. Trời con này ăn ở dưới hả? Con vô đi cho nước vô. Con chắc lên đường rồi quá. Dạ, còn. Ê, gắn nữa kìa hai ơi. Ổ đổ vô luôn hả? Đổ vô gõ này. Đổ vô gõ chứ. Bịch nó bị cọt như chặt. Thôi cũng ra được luôn đó. Trời thấy một cái chê là thấy biết ba thấy clip rồi. Mấy cái chê vô đây nữa này, đổ tung nữa nè. Gắn. Thôi giục nó luôn đi. Nhìn ghê. Sửa cái này làm cho nó cá này sống sống mà. Để cần thử con cá bự coi được bao nhiêu. Cần hai con mà. Cần hai con bự. Nhiều ở nước thôi ha. Ừ, nổ rồi đó. Nè, cần thử con cá ra. Căng cái gô cho các bà sợ ra. Gỗ hai lạng. Con cá này nó y như cái mập từng ra mà nó không ra nè. Trời ơi con nó hú kìa. Nó kêu. Cá này mỗi con có vẻ đẹp khác nhau ha. Ờ 2 kg. Cái gỗ hai lạng. 2 kg ghế nha. 2 kg dây đi từ con này 2 kg 2. Chị nãy đóng 3 kg. Con đóng 3 kg. Con đẹp, mỗi con đẹp khác nhau không? Nãy nó trần lên như con cá sấu vậy. Này cả nhà. Con này đâu đi vàng nãy bự đâu à? Đây. Còn con này bự đâu bự. Lụm cái lai theo bên đây. Ủa cái đầu mà nãy nhiều lắm mà. Lắm đâu bắt cá chê không à. Nãy cá chê lận kêu hai dí luôn. Ờ nghe hả con. Nãy nhưng vô mà... cá chê lận kêu hai dí tới giờ luôn. Không cho bắt cá đồng nữa tiêu. Được như đây cá đồng cá. Được cá chê cũng ngon lắm kìa. Cưng cá chê thử coi. Ờ liền tầm bảy. Cưng cá chê coi. Trời nãy chơi vô đi cà phê. Cái này thôi không tỉnh lãng rồi con. Kể quay cho anh ta biết. Chợ. Ồ hai lạng luôn. Hai lạng luôn. Ủa anh vậy mà nặng căng dữ vậy hả? Cá này sống lâu. Ủa chơi gì mà hai lạng trời. Nó mập ha, thấy nó mập không? Ủa nó đẹp rồi không tám cái hai lạng. Được chưa? Ồ ồ. Nó mập. Đâu đâu rộng cho tao. Đem cho nước đi không? Được 5 con cá tê vàng. Ồ cái vàng ngon hơn ha. Cái rô ngon ghê đồng lắm. Cái rô. Ồ không có mập gì hết trơn trời. Cá này khủng khiếp. Rồi. Ủa chốt cũng có biết nó có chịu mặn không mà mập. Này cả nhà. Này rồi này không có căng hết nè nổng này con này là 2 kg mấy chắc cỡ cá này tới 6-7 kg tổng cộng 6-7 kg cá tê rồi 7 kg cá đi sau 6-7 kg cá cái thì lại cá đồng này chắc chín chín rưỡi ha cả nhà. Ừ vậy là nay không bị chục ký ta thua nghe thua bơ hỏm mà thua cái bơ kia rồi mà nay được mấy cá chê to xác này không. Con này là quá khủng rồi. Được rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Tấm Cá nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Nhà cái nhà gặp cái nhà video video sau nha. Vô dưới còn nhiều lắm cả nhà. Rồi con.